mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh thứ tư, bệnh sáng kim. Nhiều người cứ nghĩ rằng bệnh có sáng kim chỉ con nít mới mắc phải, chứ người lớn không có bệnh này, và nếu họ không bị thì họ sẽ không hiểu trẻ con mắc chứng này khó chịu như thế nào. Mình có bệnh thì mới thông cảm những người bệnh và giúp ai bị bệnh giống mình. Tiếng nói bấy giờ mới có uy lực của nó. Tiếng nói thực nghiệm có thực chất khác với tiếng nói vẹt tìm học đâu đó trong sách vở hay nghe ai nói lại. Khi bị sáng kim, ta không những thấy ngứa nơi hậu môn, mà còn ngứa bên trong hậu môn nữa kia. Ngứa ngoài thì dễ làm cho hết, chứ ngứa bên trong không thể nào gãi, khó chịu vô cùng. Tôi có thể nói rằng cái đau còn dễ chịu đựng hơn cái ngứa mà không thể nào gãi đến cho hết. Đi đến nhà ai chơi và nếu cảm thấy ngứa nơi hậu môn là tìm cách xin về ngay vì ngồi chịu không nổi. Chung quy cũng vì hay ăn đồ ngọt mà ra. Sách Osawa cũng có nói như vậy. Tôi kinh nghiệm mỗi khi ăn những thứ ngọt đậm như kẹo chuối là thế nào cũng bị sáng kim làm cho khó chịu, quậy phá không cho giấc ngủ được ngon lành. Tôi nhớ có lần bức bách quá, tôi tuyệt thực liền 2 ngày là chứng sáng kim không còn. Và nếu nghi mầm móng của chúng chưa tuyệt, tôi ăn cơm gạo lứt triệt để và cử ngọt khoảng một thời gian ngắn là cơ thể được bình thường. Vẫn biết chỉ cần một viên thuốc sáng là bệnh lui, nhưng tôi thích trị bệnh theo phép ăn uống thiên nhiên, không phải lệ thuộc thuốc men, để phải chuốc lấy những hệ lụy khác sau này là hay hơn cả. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,